Xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn. Chào mừng quý anh chị và bạn đã trở lại kênh mua bán những chiếc xe đã qua sử dụng. Vâng, và hôm nay em Triều sàn Tô Mỹ Đình tiếp tục lên sóng cái sản phẩm xe mới về để cho mọi người có thể tham khảo. Vâng, và chiếc mạnh nhọ của quý anh chị và bạn đây đang là một chiếc Honda CR-V phiên bản máy 1.5L Turbo, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2019. Xe đăng ký tên tư nhân, một trụ từ mới, biển số Hà Nội. Và chủ xe này cũng rất là may mắn và đốc với cái biển cực kỳ đẹp luôn nhá, 83583. Đấy, một trụ từ mới luôn mọi người nhá. Thì nếu mà bác nào mà ở Hà Nội thì là đương nhiên là sang tên sẽ giữ nguyên cái biển này rồi. Còn nếu mà bác nào ở tỉnh hoặc là chưa có hộ khẩu Hà Nội còn mà thích để cái biển này để đi thì em có thể làm ủy quyền và các bác đi được ngay nhá. Vâng, vẫn đi về phần thông tin xe và chi tiết xe thì em nói qua thì chiếc xe này của em thì lăn bánh được 1.700.000 cây số, tức là 17.000 cây số đấy ạ. Đấy, màu trắng, nội thất đen. Và em xin mời quý anh chị và bạn đi cùng em về phần nội thất chi tiết của chiếc xe, về nội ngoại thất để cho mọi người cùng tham khảo với em nhé. Đây mọi người có thể đi này, với chất lượng xe nhá, 1.700.000 này, đèn rất là trong mới này, mí sơn vẫn còn này. Đấy, la răng thì lốp lát thì là theo xe rồi đúng không, lốp theo xe, la răng không một vết xước luôn, rất là đẹp. Cái chủ xe người ta được cái người ta giữ cái xe thì tí mọi người vào phần bên trong của nội thất thì mọi người có thể đánh giá được cùng em ngay về cái chất lượng xe nhá, nó rất là mới. Tí nữa em sẽ cho mọi người xem nội thất. Thì mọi người đi cùng em về phần ngoại thất trước đi đã. Về chất lượng sơn xi thì chiếc xe này sơn thì cực kỳ là ít rồi, nhiên liệu thì lại tiết kiệm. Nên đây em cho xem qua mọi người liên liệu này, có 6.9 km, 6.9 lít trên 100 km kết hợp thôi, rất là tiết kiệm rồi đúng không ạ. Nó là thương hiệu rồi, Honda máy Nhật mà. 7 chỗ là gọi là 5+2. Đa phần người ta gọi là 5+2. Đấy, em sẽ mời mọi người đi em về phần chi tiết về phần khoang nội thất bên trong nhá. Chất xe thì còn gần như là mới thôi, chạy hơn vạn. Mà nhất là những dòng xe to gầm cao như này thì với chất lượng xe km nó đi ít ấy, mà cái nội thất nó đẹp nó mới như này thì mọi người sẽ đánh giá luôn được. Đấy, đánh giá luôn được. Cửa sổ trời toàn cảnh nhá, bạn có các bạn cao cấp nhất bạn L đấy, điều hòa cửa gió tất cả mọi cái chi tiết này. Tiếp đến nhá, đi cùng em lốt ở phần phía bên phụ, phần phía bên phụ đi để xem lốt phần nước sơn xi cũng như là cái phần vỏ. Sau đó thì em sẽ đi vào phần nội thất để cho quý anh chị các bạn có thể là cùng em trải nghiệm nhá. Với cái phần nội thất thì không có điểm chê rồi, rất là mới. Đấy. Thật ra về phần sơn xi ấy thì có thể là hoạt động thế thôi, có thể làm lại được cái phần sơn xi. Nhưng mà riêng về phần nội thất ấy thì không làm được đâu mọi người nhá. Với một cái chất liệu nội thất nguyên bản nó khác với cái chất liệu nội thất bọc lại. Thế nên là quý chị yên tâm đi, hãy đến và trải nghiệm sản phẩm của cửa hàng Santo Mỹ Đình, em sẽ đánh giá được thực tế chất lượng xe nhá. Đây là phần nội thất này. Từ những phần táp ly cửa đi vào nhá. Đấy. Tiếp này, đến phần ghế lái. Em quay thế này thì không biết đã được thực tế để cho mọi người ấy chưa, nhưng mà em nghĩ là nó là phần cơ bản rồi, những cái phần khá là cơ bản về chi tiết rồi để mọi người có thể cùng tham khảo được. Đấy. Dạo trước em hay quay ở trong cửa hàng ấy thì cái chất lượng ánh sáng nó không được tốt như ngoài trời. Thì đúng thật là ra ngoài trời quay cái xe lên nó cũng thấy nó khác hẳn, trông nó đẹp. Vô lăng này, mà mọi người xem cái video xe ấy thì cái chất lượng video nó cũng tốt hơn, để cho mọi người có thể là cùng đánh giá trải nghiệm một cách nó thực tế hơn nhá. Đấy. Tiếp tục là đến hàng ghế thứ hai, khoang hành khách. Cũng từ những cái chi tiết ngoài đi vào cho mọi người cùng tham khảo với em nhé, cho nó thực tế. Với cái hàng ghế thứ hai gần như là không ai ngồi quý anh chị ạ, không ai ngồi, xe rất là đẹp. Bác nào mà mua được cái xe này thì yên tâm luôn, hãy sử dụng bền bỉ luôn nhá, sử dụng rất là bền bỉ luôn. Đây là khoang hành khách thứ hai. Rồi tiếp đến thì em mời mọi người đi cùng em về phần máy của xe nhá, một trong những cái chi tiết cũng tương đối là quan trọng để đánh giá một chiếc xe này. Máy của xe này, đây là toàn bộ phần máy của một chiếc Honda CR-V nguyên bản quý anh chị nhá.
nguyên bản là nó như thế nào. Đây quý anh chị có thể là nhìn qua những cái chi tiết này cho em. Sau đó nếu mà quý anh chị có đi xem xe nào khác nữa thì có thể đánh giá qua cái chất lượng video của em với những hình ảnh thực tế như này, để mọi người đánh giá được một cái bộ máy nó còn nguyên vẹn hay không nhá. Từ những cái gì là cái ốc cao su chân máy, rồi là ốc cổ bô, tất cả mọi cái chi tiết từ thông số xe, đúng không ạ? Đấy, em sẽ quay cho mọi người những cái gọi thực tế nhất đây, mọi người có thể xem qua bộ máy của em nhá. Đấy, nó thực tế nhất nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đánh giá với hình ảnh và những cái xe mà mọi người có thể đi xem. Còn bên em thì bán hàng thì luôn cam kết xe là không đâm va, không ngập nước. Máy móc hộp số là nguyên zin nguyên bản và km nó là chuẩn nhá. Vâng, với cái tầm giá thì em xin báo cái giá nó sát sát một tí nhá. Em báo là 995 triệu đồng. Và còn thương lượng thực tế khi mà quý anh chị đến xem xe tại cửa hàng thì em chiều cũng rất mong được sự ủng hộ của khách hàng trên mọi nơi, mọi miền Tổ quốc đến và để ủng hộ cho sản phẩm cũng như là cá nhân em chiều. Và cái giá mà bên em đưa ra thì vẫn còn thương lượng với các bác thiệt sự là thiện chí nhá. Đến cửa hàng xem xe và chúng ta sẽ chốt với nhau một cái giá bán nó là tốt nhất. Và em chiều xin phép được kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Mọi người xem xe có thể đến với địa chỉ là số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, cầu Giấy, Hà Nội, ngay gần công viên cầu Giấy để xem xe. Hoặc liên hệ em chiều qua số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Vâng, em chiều xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.